Hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách sao chổi hủy diệt cực kỳ đơn giản, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Xin mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming, mình là Akari đây. Và như vậy, sự kiện của chúng ta đã bắt đầu với hào quang của rồng siêu cấp rồi. Các sếp nào mà múc vé sự kiện, vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bình luận quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em hãy nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 148 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào tự nạp được rồi, anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn bây giờ thì cách đánh 3 sao thôi nào. Đầu tiên chúng ta hãy để quản giáo đi bộ vào góc 9 giờ, đi với đó là 4 Whistler. Về góc 3 giờ, chúng ta sẽ có 1 Golem, 2 Super Archer, Witch và quản giáo học việc. Lên phía trên góc 12 giờ, chúng ta có toàn bộ số quân còn lại, Golem này, 2 Super Archer này, 3 quản giáo học việc và 3 Witch. Bây giờ hãy để ý thả bình độc dược ngay cái điểm giao giữa nhà chính và lính clan để chúng ta tiêu diệt lính clan ở đây. Sau khi con Witch và con quản giáo học việc ra thì chúng ta hãy đầu tư đóng băng lại cụm này. Nhà chính, mô tả, tất cả các thứ ở đây sẽ bị vô hiệu hóa. Và hãy đợi cho đội quân ở đây tiêu diệt được cái cụm góc hướng 12 giờ xong thì hãy để mắt xuống phía dưới quản giáo góc 9 giờ. Thì sau khi quản giáo nó đánh xong cái trụ A chờ ở đây thì chúng ta sẽ thu quân. Vâng, đây là một cách đánh rất hay anh em. Bây giờ thì thu quân quản giáo về phía dưới góc 6 giờ chỗ cái tượng. Anh em thả quản giáo lại ở đây. Và khi mà quản giáo đã có target mục tiêu vào tháp bom thì kích hoạt quả cầu lên, nó sẽ phá hủy. Và đội quân phía trên thì xông vào, hãy đóng băng Queen, nữ tướng và máy bắn đá lại ở đây. Và tiếp tục cái băng thứ hai bịt ba cái cụm quan trọng này lại. Và đây là một cách đánh 3 sao cực kỳ đơn giản cho các sếp. Anh em đánh như thế nào? Hãy comment ngay ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới nha. Ở cách đánh này thì tớ đã không sử dụng cái thần chú thu quân. Nếu các bạn thấy thích video này, nhớ cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nhé. Và nếu mà các bạn mua gói bị lỗi quốc gia thì hãy liên hệ fanpage Akari Gaming của mình để được tư vấn cách khắc phục. Còn bây giờ thì anh em đánh hết bao nhiêu thời gian vậy? Tớ thì đánh chừng này thôi và dư hẳn một quả cái thần chú thu quân. Và chúc tất cả anh em may mắn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video và livestream sắp tới. Chúc anh em hoàn thành tốt cái thử thách này nha. Bye bye.